Rồi, Trang bắt đầu nha các bạn. Các bạn hãy tham khảo dùm Trang trang 265 gì ạ. Chủ đề hôm nay mình sẽ học là hắt hơi. Hắt hơi trong tiếng Hàn đó là gì đây? Chết chi gì? Vậy có được chứ? Chết chi gì? Chết chê gì là hắt hơi nha các bạn. Chết chê gì, hắt hơi trong tiếng Hàn, hắt hơi đó là chết chê gì. Rồi, đầu tiên là cái từ chết chê gì. Từ thứ hai các bạn tìm cho Trang là nó có hai, giống như cái trường hợp hôm bữa mình học là hát phim đó, hát phim nào rồi. Còn chết chê gì mình cũng có thể dùng cái trường hợp là chết chê gì có nào rồi, hoặc là chechegi hata, mình đều sử dụng được nha các bạn. Chechegi naowayo. Mình ghi đây nhá, là hát hơi. Chechegi ga naota. Hoặc là chechegi hata. Chechegi hata là hát hơi. Hát hơi động từ nha các bạn. Chechegi. Rồi tiếp theo, đúng rồi, các bạn ghi lên như vậy nhé. Nhột đó là gì các bạn? Cái mũi nhột. Mũi tôi nhột. Nhột là gì? Nhột là gì các bạn? Khẩn chiếc. Khẩn chiếc là ta. Mình nhớ cái từ này nhé. Khẩn chiếc. Khẩn chiếc. Khẩn chiếc. Khẩn chiếc. Hát tả. Khô cơ. Khẩn chiếc. Khẩn chiếc là ta. Khẩn chiếc rồi. Khẩn chiếc. Khẩn chiếc là ta. Khẩn chiếc. Khẩn chiếc là ta. Phấn hoa. Phấn hoa là cốt cà rù. Cốt. Cốt cà rù. Cốt cà rù. Phấn hoa. Cốt cà rù. Cốt cà rù. Rồi tiếp theo. Che miệng bằng tay. Che miệng bằng tay. Lấy tay che miệng. Che miệng bằng tay. Mình có từ là son ừ rô. Son ừ rô. Che miệng là gì không ạ? Miệng là gì ạ? Miệng là gì trong tiếng Hàn? Ip. Ip. Nè, 안녕하세요. Ip. Che là gì đây? Mặt ta. Mặt ta. Đẩy miệng, che miệng. Khai, khai ta. Mặt ta. Magaya hà ta. Mặt ta. Lấy tay che miệng. Sonoro, ip. Mặt ta. Cẩn thận là từ gì đây? Cẩn thận là cẩn thận. Chú xin hả ta? Chú xin. Chú xin hả ta? Chú xin hả ta? Đúng rồi, chú xin hả ta? Chú xin hê. Tiếp theo. Nước bọt. Nước bọt. Mình phun nước bọt. Gì trong miếng hàng nước bọt là gì? Chim, đúng rồi. Chim. Tứ phương. Tứ phương là gì? Bốn phương, tứ phương á bạn. Sa. Sa băng. Sa băng. Sa băng là tứ phương nè. Rồi bắn ra. Tung tóe bắn ra. Thi kì ta. Thi kì ta. Mình làm cho nó văng ra. Thi kì ta. Thưa thân em, anh ấy thích cái con nhất Mespeji. Mespeji ấy ạ. 267 page ấy ạ. Bây giờ chúng ta xem lại từ vựng nha. Các bạn nhớ có những cái từ khóa này tí nữa mình sẽ lặp lại đó. Chết chê ghi có nào ta. Chết chê ghi hà ta. Nghĩa các bạn biết rồi ha. Khẩn chê, khẩn chê hà ta. Cốt cà rù. Cốt cà rù. Sonoro, ibul, magayo. Sonoro, ibul, magayo. Chú xin hà ta. Chú xin hà ta. Tiếp theo. Chim. 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 Sa bằng là khắp nơi. Mọi phương. Tứ phương hoặc là khắp nơi. Sa bằng. Gì? Sa bằng.
Tikita. À, như là văn là mình dính cái chỗ nào á, Tikita. Rồi chưa? Bây giờ chúng ta thử nói những cái đoạn văn sau đây. Mẹ ơi, con hắt xì hơi. Con hắt xì hơi. À, mình nói thế nào đây các bạn? Mẹ ơi, mama. Con hắt xì hơi. Mama. Mama. 채채기가 나와요. 채채기가 나와요. Đúng rồi, mama, 채채기가 나와요. Hoặc là mình có thể nói với lại những cái người thân của mình, không không phải bé nó không dùng, ngoài cách sử dụng cho bé thì mình cũng có thể nói với chồng hoặc là mình nói với mẹ chồng cũng được nữa. Ồ, 채채기가 나와요. Mình nói vẫn được nha các bạn. 채채기가 나와요. Ôi mũi nhọt quá. Mũi nhọt quá. Mũi là khô. Khô. Khô nhọt quá. Nãy từ nhọt quá là gì? Khẩn chíl, khẩn chíl đấy ạ. Khô gà khẩn chíl, khẩn chíl đấy ạ. Khô gà khẩn chíl, khẩn chíl đấy ạ. Khô gà khẩn chíl, khẩn chíl đấy ạ. Nè, khô gà khẩn chíl, khẩn chíl đấy ạ. Có lẽ là vì, có lẽ là vì phấn hoa. À, có lẽ là bởi vì phấn hoa cho nên là cái mũi nó bị nhọt. Dạ đúng rồi, kanji đâu rồi, kanji, kanji đâu rồi. Tại vì thấy người Hàn nó hay dùng chữ kanji đâu rồi nhiều hơn là kanji, kanji hay kanji đâu, kanji đâu, cái nào cũng được. Kanji đâu. Kanjirotta đúng không? Kanjirotta. Dạ. Kanjirotta. Kanjirowayo. Kanjirowayo. Giống như cái này là người ta là sao ạ? Thấy không ạ? Cái Facebook của trọng hơn của mình đúng không? Cái Facebook sao ạ? Cái Facebook của cô giáo thì nó chậm một vòng, một slide. À, chắc vậy á. Dạ, tiếp đi các bạn. Được chưa? Mình bắt đầu tiếp nha. Mình sẽ nói cái câu là có lẽ vì phấn hoa. Có lẽ vì phấn hoa. Phấn hoa nãy là gì các bạn? Kukaru. Bởi vì phấn hoa. Kukaru. Bởi vì tem. À, mình có thể khi mà mình dùng cái ngữ pháp có lẽ temun in in gì đây temun in in ga buta ga buta hoặc là in go katayo kokaru temun in go katayo in go katayo đó vẫn được nha, hoặc là in ga buta in ga bayo in go katayo. À, có lẽ mình có hai cái cách sử dụng nhé. Rồi ok, tiếp nha các bạn. Con không được hắt hơi vào phía người khác. À, phía người khác thì mình sẽ diễn đạt bằng tiếng Hàn như thế nào? Người khác là gì đây? 다른 사람. 다른 사람은 다른 사람 phía là chốt phải không ạ? Chốt으로 다른 사람 chốt으로 không được hắt hơi vào phía người khác. Không được hắt hơi là gì đây? 채채기 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 하면 안 돼요 하면 하면 안 돼 안 돼요. À, chỗ này các bạn có thể như thế này. Chichigi hata là bản thân mình chủ động làm cái điều đó. Còn cái chichigi ka nào ta là giống như là cái đó nó tự đến, bị giống như là bị động, tự nó phát ra ha. Còn cái này là cái hành động của mình, còn cái này là cái chỉ cái sự việc đó nó tự phát ra. Nào vậy?
rồi chưa? Tiếp theo cho cái này khó rồi. 다른 사람들 다른 사람 쪽으로 채찍이 하면 안 돼요. 채찍이 하면 안 돼요. Rồi tiếp theo, cẩn thận nào. Hãy cẩn thận nhé. Hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Nước bọt bắn ra khắp nơi kìa. Chẳng phải là nước bọt bắn ra tứ phương sao? Nước bọt là chimi tứ phương khắp nơi. Nãy mình có cái từ sa bằng nghe. Sa bằng nghe. Tiki잖아. Ác xì. Ác xì trong tiếng Hàn là Echi. Hắc xì. Con xin lỗi ạ. Con xin lỗi. Rồi bây giờ các bạn hãy tự nói lại giúp Trang nha. Các bạn trên fan cũng mình thử, cũng nói liền nói giùm Trang đi. Nói lại nha. Hắt hơi là gì ạ? Hắt hơi. Chichigi. Các bạn nam cũng nói luôn nhé. Chichigi. Xì chắc. Chichigi. Con hắt hơi. Ổng như con hắt xì hơi. Mẹ ơi con hắt xì hơi. Là Ấm á. Tức là nè, mũi con nhọc quá. Mũi nhọc quá. Khô cơ. Khăn chì rèo. 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 Có lẽ vì phấn hoa đấy. Có lẽ là bởi vì phấn hoa đấy. Cốt cà rô tè mùn in cà bù tà. Cốt cà rô. Cốt cà rô tè mùn in có cà thèo. Cốt cà rô in có cà. Cốt cà rô tè mùn in có cà thèo. Hoặc là tè mùn in cà bài. Tiếp theo. Con phải lấy che. Con phải lấy tay che miệng lại. Con phải lấy tay. Lấy tay che miệng lại. Hoặc là con phải che miệng lại bằng tay. Bằng tay là son uro. Ibu maga ata yaji. Maga yaji. Maga yaji. Con không được hắt hơi vào phía người khác. Không được hắt hơi vào phía người khác. Tharun saram. Phía người khác tức là tharun saram chốt nha các bạn. 다른 사람 쪽으로 다른 사람 쪽으로 채찍이 하면 안 돼요. 안 돼요. 하이 cẩn thận. 조심해. 조심해라. 조심해. 조심해라. 늙 bọt bắn ra khắp nơi kìa. 늙 bọt bắn ra khắp nơi kìa. 늙 bọt là 침 봐. 침이 사방에 사방에 떼기 안 나. 튀기잖아요. 튀기다. 이거 튀기다. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Xin lỗi là chơi xong âm gì ta. Ok. Bây giờ mình qua cái phần tiếp là nắp cục nha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần nắp cục. Cái này nó bị méo. Qua che. Mình sẽ qua cái phần nắp cục. Nắp cục trong tiếng Hàn là tay cục chì. Tay cục chì. Tay cục chì. Các bạn có bao giờ nói cái từ này chưa? Tay chắc là có. Mấy bạn mà có em bé chắc chắn là dùng cái từ này nè. Tay cục chì là nắp cục. Nắp cục. Rồi, tiếp nhé. Con bị nắp cục.
À, đây là bị động từ, con bị nó cụm. Là gì đây ạ? Đây là cục chì đi. Nào ơi, nào ta. Đúng rồi, bị nó cụm nha. Tay cục chì đi, nào ơi. Tay cục chì đi, nào ơi. Tay cục chì đi, nào ơi. Rồi, tiếp theo nhé. Ờ, làm... À, ngừng là gì cơ? Ngừng, mồm chú ta. Làm sao để ngừng? Làm thế nào để ngừng nắp cụm? Mình xem cái từ mồm chú ta. Mồm chú ta. Là ngừng ha. Mầm chú ta cứ mang hạt tả là ngừng lại cứ mang đi kêu người khác ngừng lại ok làm như thế nào đấy mà ngừng lại làm như thế nào để mà ngừng nắp cục à làm như thế nào để ngừng mầm chú ta nhé nè mà thầy là mua mà mò gồm nhá tay cũng chỉ đi ăn nào vậy không nhưng mà mình xem từ điển á thì mình thấy mộng chu tào phía trước mình cũng có thể dùng với lại tân ngữ ư rư này các bạn mình có thể dùng cho trợ từ y ca cũng được khi kia có mộng chu tào là máy ngừng à. Nhưng mà với cái trường hợp mình ngưng là ngưng cái hành động gì đó ngưng thực hiện công việc hay là động tác nào đó thì mình dùng ư rư mộng chu tào vẫn được luôn với cái động từ này á mình dùng ư rư mộng chu tào được luôn nha ngưng nắp cục thì mình sẽ dùng là gì đây các bạn ngưng nắp cục là tay cục chỉ rứ mồm mồm chu ta mồm chu ta là ngưng ngừng nắp cục tức là cái người đó ngưng nắp cục lại á cái người đó chủ động thực hiện cái hành động đó nước bọt là gì à hồi nãy là chim phải không rồi nuốt là gì các bạn xăm động từ nuốt là gì à nuốt nuốt là xăm khi ta xăm khi đã là nuốt có nhiều khi mình nói thì mình biết nói nhưng mà nhiều khi mình không có hiểu cái từ vựng đó là cái gì cho nên là mình phân tích từng từ như thế này cho các bạn dễ hiểu xăm khi đã là nuốt nha xăm khi đã nuốt vậy thì nuốt nước bọt mình sẽ ghi là chim ư xăm khi đã đúng rồi chim ư xăm khi đã chim ư xăm khỏi đó là nuốt nước bọt nha nín thở là gì đây sumer chăm ta sumer chăm ta nín thở nha sumer chăm ta là nín thở sumer chăm ta nín thở rồi đếm tới ba đếm tới ba ba là set nè set ca chi đếm là gì đây xe xe tà đúng không xe tà đếm đến ba là set ca chi xe tà set ca chi xe tà nhà tiếp theo con có hả nước ấm là gì bạn nước ấm là ta tư ta tư thành mùi nước ấm là ta tức thành mùi ta tức thành mùi ta tức thành mùi rồi bây giờ các bạn ôn lại những cái từ vựng này nhé tay cục chỉ đi não ô tả tay chỉ đi não ô tả mồ mồ mồm chu tả ngưng xăm khi tả là nốt xăm khi tả đúng rồi xăm khi tả sum ư chăm tả sum ư chăm tả đúng rồi là gì đây ạ nín thở đếm thứ ba là gì đây set ca chi xe tả set ca chi xe tả set ca chi xe tả ta tức thăm mùi ta tức thăm mùi đúng rồi ta tức thăm mùi và bây giờ mình đặt câu vậy nhé câu thứ nhất ôi con bị nắp cục là gì đây các bạn mình nói sao đây bị nó cục tay tay cục chi đi não ngoài tay cục chi đi não ngoài mình sẽ chia cái đuôi này thành là
나와요. 히 나와 thì mình phải chia cái đuôi nhé. 나와요. 나와요. 딸꾹질이 나와요. 엄마 나 딸꾹질이 나와요. 딸꾹질이 나와요. 딸꾹질이 나와요. 네. Làm thế nào để ngừng nắp cục ạ? 아? Làm thế nào để ngừng nắp cục? 어떻게? 어떻게? 딸꾹질은 딸꾹질을 멈춰요? 멈추지? 바꿔요. 멈춰요? 멈춰요. 멈추죠? 멈춰요. Cái đuôi mình có thể chia cái đuôi là 멈추지요? 멈춰요? 멈추지요? 아, cái đuôi câu hỏi là 멈추지요? 멈춰요? Rồi, con thử nuốt nước bọt xem. 아, nuốt nước bọt xem. Thử nuốt nước. 지금 참 참크 와봐. 지금 참 삼켜 삼키다 thấy thử thì mình cộng với a ơ bô tạ samkyo phải không samkyo bà tức là mình sẽ cộng giữa samkida là nước nè cộng với a ơ bô tạ thử làm một cái hành động nào đó thì mình có ngữ pháp là a ơ bô tạ làm thử một cái hành động nào đó thì mình sẽ nói là 침을 삼켜봐 삼켜봐요 침을 삼켜봐요 hãy nuốt nước bọt thử xem 침을 삼켜봐요 rồi tiếp theo con hãy nín thở và đếm đến ba xem nín thở và đếm đến ba 숨을 참고 숨을 참고 셋까지 con hãy thử nín thở và đếm tới ba xem. Đúng rồi, 숨을 참고 셋까지 셋까지 세어 봐. 아, 세어 봐. Đó cái đuôi a ơ bà này á. A ơ bà yo. 숨을 참고 셋까지 세어봐요. 셋까지 세어봐. 어, con hay là con uống một tí nước ấm nhé. 따뜻한 물. 따뜻한 물 좀 먹어봐요. 마실래? 마셔봐요. 따뜻한 물 좀 마실래? 네. 아, 마실래. 마실래. Vậy thì những cái từ trong bài hôm nay các bạn cần nắm ôn lại nhé. Các bạn hãy nói cho Trang cái từ là nắp cục là gì? Ồ. Mẹ ơi con bị nắp cục. Nắp cục là 딸꾹질. 딸꾹질이 나오다. Rồi, hãy ngưng nắp cục nó sao? 딸꾹질을 멈춰요. 멈추다. Nuốt nước bọt là gì? Nuốt nước bọt là gì? Nuốt nước bọt là 침을 삼켜요. Đúng rồi. Nín thở. Nín thở là 숨을 참다. 참다. Ờ, đếm đến 3. Đếm đến 3 là 셋까지 세다. Đúng rồi. Rồi, chào. Đó, là hôm nay mình học tới đây. Mình đã học và được hai chủ đề các bạn, hai chủ đề. Đó là nó cục với lại hắc xì ha, nó cục với lại hắc xì. Cái từ mà nó rất là đơn giản nhưng mà rồi. Ok, hôm nay mình học tới đây. Cái phần còn lại của các bạn là mình sẽ ghi âm và đọc lên trên nhóm. Hôm nay mình học tới đây, các bạn chào các bạn nhé. Nè. Dạ, ok các bạn ơi, hôm nay mình học tới đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình từ nãy tới giờ. Chào tạm biệt các bạn nha. Nếu mà các bạn thấy buổi học bổ ích thì các bạn có thể chia sẻ cái livestream này và ủng hộ mình quyển sách. Các bạn nên chuẩn bị quyển sách này để mình đồng hành cùng học tiếng Hàn qua livestream với Châu Thị Trang nhé. Quyển sách này giá bìa là 32.000 nhưng mà mình đang có chương trình giảm giá còn 29.000 bao thép bè. Sách là có 287 trang nha các bạn.
Và sách này đã được xuất bản tại Việt Nam. Ở Việt Nam đã ra mắt cái sách này ở Việt Nam rồi các bạn. Ở Việt Nam giá bìa là 480 và hiện tại đang khuyến mãi còn 450.000 bao thép, bao luôn tiền ship các bạn. Nếu mà các bạn đặt sách thì có thể vào trang web châuthitrang.net để đặt quyển sách này hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình. Với cái cấu trúc công thức là tên, số điện thoại, địa chỉ, các bạn nhắn thành một tin nhắn cho mình là mình có thể gửi cho các bạn nhé. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.